net zero hay phát thải ròng bằng không là trạng thái cân bằng giữa lượng khí thải nhà kính do con người gây ra và lượng khí thải được loại bỏ khỏi khí quyển. Điều này có nghĩa là trong một khoảng thời gian nhất định, lượng khí thải nhà kính được thải ra môi trường bằng với lượng khí thải được hấp thụ loại bỏ khỏi môi trường. Net zero có ý nghĩa quan trọng đối với việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Khi đạt được mục tiêu net zero, chúng ta sẽ ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C, mức được các nhà khoa học coi là giới hạn an toàn để tránh những tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu. Để đạt được mục tiêu này, các quốc gia trên thế giới cần phải giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính từ các nguồn sử dụng nhiên liệu hóa thạch, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải và cả trong lĩnh vực du lịch và lữ hành. Du lịch net zero là loại hình du lịch hoàn toàn không gây tổn hại đến môi trường trong quá trình vận hành. Theo đó, các doanh nghiệp du lịch và lữ hành được trao vị trí đặc biệt quan trọng để thực hiện các hành động tích cực nhằm bảo tồn, khôi phục sự nguyên vẹn của thiên nhiên, đồng thời thông qua các giải pháp lấy tự nhiên làm cốt lõi và giảm sự phát thải khí carbon để đạt được mục tiêu net zero trong ngành du lịch. Thưa quý vị, du lịch net zero là xu hướng mới trong ngành du lịch. Tại Bà Rịa Vũng Tàu hiện đã có nhiều mô hình được xây dựng và đạt hiệu quả. Qua đó không chỉ góp phần tạo nên một môi trường xanh mà còn đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của thế giới về giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu. Suối Rào Ecolodge, tọa lạc ở thôn 2 xã Suối Rào, huyện Châu Đức, là khu du lịch đầu tiên của Bà Rịa Vũng Tàu đạt chứng nhận là điểm đến trung hòa carbon do Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Đổi mới Sáng tạo Doanh nghiệp 3AI cấp. Đây là bước tiến quan trọng theo định hướng phát triển du lịch phát thải thấp net zero trên địa bàn tỉnh. Trong chiến lược phát triển du lịch Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2030, định hướng tới năm 2050, thì trong đó nó cũng rất là chú trọng tới cái việc mà phát triển cái du lịch gắn với sinh thái, gắn với cái hệ sinh thái, trong đó hướng tới net zero. Và ngành du lịch của Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang xây dựng cái chương trình du lịch xanh để trình cho tỉnh trong cái thời gian tới, triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó lấy Côn Đảo ra thí điểm, sau đó sẽ nhân rộng ra các cái mô hình. Cái lễ công bố cái điểm du lịch xanh net zero của Ecolodge phải nói được trải nghiệm cái chương trình ở đây. Chúng tôi rất lấy làm vui mừng khi một doanh nghiệp có cái sự tôn trọng với cái hệ sinh thái, cũng xây dựng những cái công trình mặc dù là đơn giản, nhưng cái đặc biệt đó là gắn với lại các cái chương trình bảo vệ cái hệ sinh thái, tiến tới net zero carbon. Phải nói đây là một trong những cái mô hình rất là lý tưởng. Chúng tôi cũng sẽ từ cái mô hình này kết hợp với cái chương trình du lịch xanh của tỉnh, chúng tôi cũng sẽ nhân rộng ra trong cái thời gian tới. Suối Rào Ecolodge nằm trên một triền đồi thoai thoải với diện tích 5 hectare, nối liền rừng phòng hộ Xuân Sơn. 16 năm trước, nơi đây chỉ là một vùng đất sỏi đá, chủ yếu trồng các loại cây lương thực ngắn ngày. Ngay từ những ngày đầu xây dựng khu du lịch này, chủ đầu tư đã có ý tưởng xây dựng một ngôi làng sinh thái, tôn trọng và phát huy những giá trị bản địa, kết nối hài hòa với thiên nhiên của vùng đất có hệ sinh thái đa dạng, gồm biển, hồ, rừng và núi. Sau 16 năm thì khu vực Suối Rào Ecolodge đã trở thành một cái vùng sinh thái và bảo vệ môi trường bằng cách là chúng tôi đã tạo nên một khu vực đa dạng sinh học với gần 900 loài thực vật ở đây. Chính từ cái việc trồng cây cũng như là những cái việc mà bảo tồn thì nó sẽ tạo nên một cái lượng lưu trữ carbon rất lớn, và chúng tôi cũng tăng cường cái giảm phát thải. Vì vậy cho nên là cái trữ lượng mà lưu trữ carbon ở vùng này luôn luôn là nhiều hơn cái lượng phát thải 98%. Trong quá trình xây dựng và tái tạo các giá trị tự nhiên nguyên sơ, Suối Rào Ecolodge đã mời các nhà khoa học, chuyên gia, kiến trúc sư, cảnh quan đến làm việc một cách bài bản khoa học với cam kết mạnh mẽ trong việc bảo tồn và đa dạng sinh học. Hiện nay, hơn 95% diện tích của Suối Rào Ecolodge được bao phủ bởi cây xanh, còn có hơn 1 triệu cây xanh đã được định danh với khoảng 700 loài. Ngoài ra, Suối Rào Ecolodge còn có khoảng 300 loại dược liệu như mực nhân, ngũ thảo, trầu không, sâm đất,
dổi ăn lá, sử quân tử, riền, gừng rừng, ngải cứu, thiền lý, khổ qua rừng, rau răm. Các loại hoa như sơn quỳ, giả quỳ, bướm bướm, thiên điểu, hoa hồng, cẩm tú cầu, Đà Lạt bùng nở quanh năm. Có cây hoa lá tốt tươi, chim, ong bướm, tắc kè, sóc tự nhiên theo về sinh sản, giúp suối rau Ecolot trở thành một khu rừng giới tính đa dạng sinh học cao. Trồng cây, quản lý rừng, cải thiện chất lượng đất, bảo tồn đa dạng sinh học đã giúp suối rau Ecolot có lượng lưu trữ carbon lớn. Bên cạnh đó, việc áp dụng một loạt các biện pháp giảm phát thải CO2 đưa suối rau Ecolot trở thành điểm du lịch sinh thái tiên phong và điển hình trong hành trình trung hòa carbon. Suối rau Ecolot sẽ tiếp tục cái sứ mệnh bảo vệ môi trường và sẽ cán mốc 1.000 loài đa dạng sinh học vào năm 2025 và lan truyền ý thức bảo vệ môi trường với tất cả những du khách và tất cả những ai yêu thích thiên nhiên. Công bố của Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Đổi mới Sáng tạo Doanh nghiệp sau khi nghiên cứu đo đạc tính toán lượng CO2 phát thải, theo dõi diễn biến động lượng carbon theo thời gian tại khu du lịch này cho thấy, tổng lượng CO2 lưu trữ trong cây và đất tại suối rau Ecolot 1.558,86 tấn trên 6 năm, tương đương 260 tấn CO2 một năm, trong khi lượng phát thải CO2 đo được của khu vực này là 19 tấn một năm. Như vậy, các hoạt động tại suối rau Ecolot chỉ tiêu thụ hết khoảng 7% carbon lưu trữ mỗi năm. Bộ du lịch Net Zero hay là Net Zero Tour đang là một cái xu hướng được sự ủng hộ rất là nhiều từ chính phủ các nước. Tại vì cái thế giới của chúng ta, cái sự ảnh hưởng về môi trường trong những cái hoạt động kinh tế, xã hội của con người nó đang rất là lớn và đang ngày càng đặt tới cái giới hạn của môi trường, của trái đất. Thế cho nên là cái Net Zero nó là một cái triết lý mới để áp dụng vào các nền kinh tế. Làm thế nào mà vẫn đảm bảo được cái duy trì cái hoạt động kinh tế để đảm bảo cho cái sự sống của con người. Và mặt khác thì chúng ta cần những cái ý thức để mà giảm thiểu những cái tác động từ những cái hoạt động đó tới môi trường. Cái Net Zero Tour là những cái hành động về Net Zero trong du lịch mà gọi là du lịch có trách nhiệm với môi trường ấy. Tại vì cái ngành du lịch nói chung nó là một cái ngành mang tính bao quát, nó thúc đẩy tất cả những cái ngành kinh tế khác phát triển. Tại vì khi đi du lịch ấy, thì con người sẽ có mua sắm, sẽ có chi tiêu, sẽ có ăn ở, sẽ có lưu trú. Vì vậy thì cái chủ trương mà chuyển đổi xanh ngành du lịch nó sẽ có tác động chuyển đổi xanh, các cái ngành khác chuyển đổi theo. Đón nhận cái danh hiệu Net Zero của suối rau Ecolot, đây là một cái vinh dự của huyện Châu Đức để phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững. Trong thời gian tới thì huyện sẽ luôn đồng hành với các cái doanh nghiệp, với các chủ thể để phát triển đồng bộ và mạnh hơn cái du lịch xanh, du lịch bền vững. Đây là một cái điều kiện tốt trong cái thời gian tới và theo định hướng của chính phủ để chúng ta thực hiện cái kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Là huyện đảo duy nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Côn Đảo được xác định là khu du lịch quốc gia, tầm cỡ khu vực và quốc tế, ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa, lịch sử tâm linh, đồng thời gắn kết với thị trường quốc tế và nâng cao tính cạnh tranh với du lịch các đảo khác ở trong nước và nước ngoài. Sự tăng trưởng của ngành du lịch đôi lúc đã đặt huyện Côn Đảo vào tình trạng quá tải khi nguồn cung cấp các hàng hóa thiết yếu đều đến từ đất liền, nguồn cung nước sinh hoạt và điện năng hạn chế, thiếu năng lực xử lý chất thải, dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt, thiếu điện vào những ngày cao điểm du lịch, rác thải rắn tồn động tăng cao, nước thải xả ra môi trường làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Do đó, đề án nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, được triển khai từ tháng 3 năm 2023 nhằm tìm kiếm các giải pháp bền vững cho phát triển kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng của huyện Côn Đảo. Và ngành du lịch huyện Côn Đảo đã và đang có những cách làm cụ thể hóa đề án kinh tế tuần hoàn trong hoạt động du lịch hướng tới Net Zero. Với định hướng phát triển du lịch gắn với tăng trưởng xanh, bền vững, ngành du lịch Côn Đảo đã xây dựng bộ hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lưu trú trên địa bàn về các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa, hướng đến xây dựng hình ảnh cơ sở lưu trú xanh và là điểm đến an toàn, thân thiện với môi trường. Thông qua việc triển khai đề án áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho Côn Đảo,
thì chúng ta có thể đáp ứng được cái nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội, và đồng thời giữ gìn cái vệ sinh môi trường, đặc biệt trong việc phát triển ngành du lịch xanh và du lịch sinh thái, ngành kinh tế mũi nhọn cho địa phương. Gần 2 năm nay, tại Côn Đảo Resort đã triển khai nhiều hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường, như sử dụng các sản phẩm tái chế, thay thế các chai nhựa bằng bình thủy tinh, hướng dẫn khách đặt rác đúng nơi quy định, treo bảng phân loại rác thải và hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần, cung cấp túi vải cho khách và đồng hành truyền thông đến du khách trong và ngoài nước, thông điệp giảm rác thải nhựa, tiết kiệm điện, năng lượng để giảm phát thải. Hiện tại thì Côn Đảo Resort đã thay thế hầu như là hoàn toàn các vật dụng trong phòng để mà phục vụ khách, ví dụ như là lược, như là bàn chải đánh răng, thì bên Côn Đảo Resort cũng đã thay thế hoàn toàn bằng những vật liệu tái chế cũng như là bằng gỗ. Dạ, thì ngoài ra thì tại Côn Đảo Resort cũng đã tiến hành gom và phân loại xử lý các rác thải sinh học, ví dụ như là về vỏ dừa đó, thì bên Côn Đảo Resort cũng đã tiến hành thu gom và xử lý để tạo thành một cái gọi là phân sinh học để mà phục vụ trong công tác trồng cây, bón phân cho các trong khuôn viên của resort ạ. Mình mong muốn rằng không riêng Côn Đảo mà tất cả các thành phố khác, các địa danh du lịch khác của Việt Nam mình nên thay đổi những cái vật dụng bằng nhựa để thay đổi bằng ví dụ như là bằng tre nứa hoặc là bằng sứ, thì nó an toàn cho sức khỏe con người và đảm bảo được vệ sinh môi trường. 50 doanh nghiệp du lịch đóng chân trên địa bàn huyện đảo cũng đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, thể hiện quyết tâm cùng huyện Côn Đảo thực hiện thành công đề án kinh tế tuần hoàn hướng tới du lịch net zero. Đơn cử như khu du lịch Six Senses với mục tiêu plastic free, không rác thải nhựa, khu du lịch đã, đang và sẽ có những hành động cụ thể từ nâng cao nhận thức đến thay đổi hành vi hướng đến không rác thải nhựa tại khu du lịch. Theo đánh giá của tạp chí khoa học Nature Climate Change, lượng khí thải carbon trong du lịch dự báo có thể đạt 6,5 tỷ tấn vào năm 2025 và chiếm khoảng 13% lượng khí thải nhà kính toàn cầu hiện nay. Du lịch net zero có nghĩa là hoàn toàn không gây tổn hại môi trường trong quá trình kinh doanh dịch vụ này. Để có thể thực hành du lịch net zero, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh các hành động tích cực nhằm khôi phục tự nhiên, giảm phát thải khí carbon song song với những hoạt động tạo ra lợi ích kinh tế xã hội cho người dân địa phương. Theo đánh giá của các chuyên gia, ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu còn rất nhiều tiềm năng để thực hiện du lịch net zero, và hiện nay có không ít doanh nghiệp đang hướng các hoạt động tới mục tiêu này. Và đây chính là những nỗ lực của ngành du lịch nói riêng, của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung trong hành trình hiện thực hóa net zero, góp phần ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, tạo ra cơ hội cho phát triển kinh tế xanh bền vững. Chuyên mục Tài nguyên môi trường của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.